Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay cột sáo bồn cầu liền khối. Đây, mình sẽ thay cái cột sáo này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi khóa nước nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhẹ nhàng mở nó ra. Chúng ta sẽ dùng một cái tua vít nha các bạn. Đây, tua vít đây. Chúng ta thấy cái ốc ở trong này này, chúng ta vặn nó. Rồi khi đạt độ hở phù hợp thì chúng ta sẽ lừa nó qua và chúng ta nhấc nó lên nha. Đó, rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ lấy nó ra. Rồi trước khi lắp đặt cột sáo mới, các bạn kiểm tra xung quanh này nè, xem nó có bị bám cặn bẩn đất cát hay không thì chúng ta vệ sinh nó đi sơ một tí nha. Đây, như đây nó dính một ít silicone này, có phần trám men ở đây nè. Ok, giờ chúng ta sẽ gắn cột sáo mới vào. Đây, cột sáo mới thì các bạn cũng mở ra để cho nó cái khớp các bạn nhấc lên và chúng ta sẽ lừa cái chân của nó vào. Nếu không lừa được thì các bạn nới ra thêm một tí nữa. Đó, bạn nới ra và chúng ta lừa nó lại các bạn nha. Rồi sau khi đã lừa xong thì chúng ta sẽ tiến hành siết ốc. Các bạn vừa hơi nhấc nhẹ nhẹ lên, các bạn siết cho nó dễ này, nó xuống ốc này. Rồi thì ốc đã xuống, chúng ta sẽ siết. Các bạn chú ý nha, khi chúng ta lắp thì cái ống nước bồn chúng ta cố gắng xoay qua bên này nhé. Xoay qua cái bên nào mà nó gọi là thông thoáng nhất. Ví dụ chúng ta xoay qua bên này thì rất dễ kẹt phao này. Đó, nên chúng ta xoay qua cái bên nào để thông thoáng nhất và để nó tránh những cái va chạm, như những cái đụng chạm mà không cần thiết đấy các bạn. Rồi nó sẽ đông rồi, sẽ thật chặt này các bạn. Rồi như cái ống nước bồn này chúng ta có thể điều chỉnh được, tăng giảm được. Đây các bạn có thể đó, các bạn có thể điều chỉnh cao nó lên được đó, để tránh cái trường hợp mà nước nó phao nó bơm lên cao quá, nó tràn xong rồi nó tràn ống nước bồn á, thì ống nước bồn có thể điều chỉnh được này. Đó, nhưng mà chúng ta không cần điều chỉnh nhiều quá đâu, nhiều quá nó cấn cái nắp thì dễ dẫn đến cái trường hợp là chúng ta nhấn mà không có đi hoặc là kẹt nút. Đó, chúng ta điều chỉnh ở mức vừa phải thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn cột sáo vào nha. Đó, các bạn xoay qua, xoay theo đây, ví dụ đây là nhấn hết nè, nhấn một nửa nè, thì chúng ta sẽ xoay theo cái nút của nó. Đó, nút nó đây, đây nhấn hết rồi, đây nhấn một nửa thì chúng ta sẽ ok. Đó, sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại. Rồi, thì chúng ta sẽ mở nước ra nhé các bạn. Đó, khi chúng ta mở nước thì chúng ta kiểm tra xem nó có bị tràn chảy không nhé các bạn. Mấy cái dòng liền khối này cực kỳ khó ở chỗ đó, thường nó sẽ chảy qua nước bùn. Các bạn nhìn thấy cái vật chất ở dưới nó di chuyển không? Đó, tức là nước đang có luồng nước ở dưới đó. Đó, còn lại nó không chảy xung quanh thành, chúng ta hơi khó nhìn. Nếu mà còn luồng nước đó chúng ta phải mở ra, chúng ta siết ốc lại nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta siết ốc lại nha. Điều chỉnh lại một chút xíu và chúng ta sẽ siết ốc lại. Có thể là nó chưa vô khớp á, nó dẫn đến cái trường hợp đó. Một số lưu ý các bạn lắp đặt là khi chúng ta thay xong chúng ta để cái nắp này lại mà nó bị rỉ, các bạn nghe tiếng phao bơm ấy, thì chúng ta sẽ vặn cái nút này, vặn cái ti này vào một chút xíu, hoặc là chúng ta lấy kéo ta cắt ngang cái ti đi, giảm xuống một chút xíu. Rồi thứ hai là chúng ta chú ý cái lượng nước, không để cho nó tràn vào nước bù. Đó, thứ ba là nó không để nó bị cột xả này nó vướng một cái phao. Nếu mà cái phao nó bị vướng một cột xả, chúng ta xoay phao qua một chút xíu nữa các bạn. Đó, rồi các bạn cũng chú ý luôn, đó các bạn cũng chú ý ở trên cột xả thứ nhất ấy, đây là cái điều chỉnh cái xả tiểu, tức là khi mà các bạn muốn xả một nửa, các bạn muốn xả ít ấy, thì các bạn kéo nó lên một chút xíu, còn bạn muốn xả hết thì các bạn kéo xuống. Rồi đây là điều chỉnh xả đại. Đó, ví dụ các bạn kéo lên thì nó sẽ xả ít hơn một chút xíu, còn kéo xuống nó sẽ xả hết. Ví dụ đây là xả hết hết trong két và nó sẽ mở ra thêm một chút xíu để cho thêm nước nó tràn xuống bồn cầu các bạn. Tốt nhất ấy, thì các bạn cứ kéo này hết xuống đi để chúng ta xả một phát cho nó hết, cho nó sạch.
Còn cái xạ tỉa các bạn có thể điều chỉnh lên, nhưng mà đừng có điều chỉnh lên cao quá vì nguy cơ nó không hết cái chất thải ấy, thì các bạn phải nhấn đi nhấn lại 2-3 lần nó cũng mất nước như nhau thôi. Đó, một số lưu ý như vậy thôi, rồi các bạn gắn vô là xong. Rồi các bạn cũng chú ý thêm á, là khi chúng ta lắp đặt xong á, các bạn cũng nghe tiếng phao, khi mà nó bơm xong nó đầy là nó ngắt, còn nếu mà vẫn còn tiếng phao xì xì mà các bạn thấy cái không thể rỉ nước tại vì nó rất là nhỏ á, thì các bạn kiểm tra lại cái đồng hồ nước xem có bị rỉ không. Nếu bị rỉ thì chúng ta tiếp tục chúng ta xịt ốc, hoặc là chúng ta kiểm tra lại cái bề mặt của cái bề mặt sứ của cái cầu này nè, xem nó có bám nước cát, chúng ta vệ sinh đi nhé các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công.